Đây cái tủ lạnh mini chỗ này nè, các bạn có thấy như nó bị mớp méo chưa không? Đây là lúc mà cầu thủ Messi á thua trận đấu, đi vô đây giận, tức giận cho nên là đá vô cái tủ lạnh này nè. Do you want to stand on your own or do you want to stand with Laura? Pardon? No, because the tent is closer to the safe course, because you can't come back home. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Lauren Chi Chi UK. Mình là Kim. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan sân vận động bóng đá Anfield ở Liverpool nha các bạn. Sân vận động Anfield là một sân vận động bóng đá ở Liverpool, Anh Quốc, có sức chứa khoảng 54.000 chỗ ngồi. Đây là sân vận động lớn thứ 7 ở Anh, được thành lập năm 1892. Sân ban đầu cũng là sân nhà của đội Everton luôn các bạn, từ năm 1884 đến năm 1891. Đây là mình đang đi vào từ cổng chính nè các bạn. Từ cổng chính đi vào thì các bạn sẽ thấy phòng trưng bày giống như là viện bảo tàng của đội bóng Liverpool đó các bạn. Phía bên đây là có một cái shop bán đồ quần áo quà lưu niệm in hình của đội bóng Liverpool nè các bạn. Phía trên đây là những cái cúp mà đội bóng Liverpool đã thi đấu giành được nè các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đi tham quan câu lạc bộ bóng đá của Liverpool các bạn. Đây, câu lạc bộ bóng đá Anfield ngay sau lưng mình nè. Mọi người cùng đi với mình nha. Mình đã mua vé ở trên mạng rồi các bạn. Mình mua vé trên website rồi. Bây giờ mình vô đây mình chỉ check in thôi. Thank you. And one for the little one as well. Thank you. Just starting the device, there you go. Thank you. It tells you how to move around and how to get to where you need to go and so on and so forth. You're going to go around the corner there, you'll see yourself the best place. All the way to the top. Khi mình tham quan ở trong đây đó thì không có giới hạn thời gian mọi người. Mình muốn tham quan hay là mình muốn đi bao lâu cũng được hết á. Mình đã tới trên cái tầng cao nhất này nè các bạn. Hình như là nãy 4 5 tầng gì đó. 5 floor hơn đi. À mẹ thấy rồi. Đi con. Ở phía xa xa bên kia mọi người thấy không? Cái đó là sân vận động Everton đó mọi người. Sân vận động Anfield and sân Everton chỉ cách nhau khoảng có mấy trăm mét thôi mọi người, không có xa nhau lắm. Ở trên đây nhìn thấy xanh xanh ngoài đó đó. Nhìn cái khung cảnh ngoài đây là toàn bộ thành phố Liverpool đó các bạn. Nắm tay mẹ nè, đi ra đó té bây giờ. Đây mình đã tới cái sân vận động rồi nè các bạn. Từ trên nhìn xuống nè. Hôm nay trời nắng đẹp nha mọi người, nhưng mà hơi có gió, nó cũng hơi lạnh.
Mình đang ở trên cái tớp cao nhất của sân vận động luôn nè các bạn. Yay! Hello, Gigi. Mình ở trên đây xong rồi một hồi mình sẽ đi xuống dưới kia cho mọi người. Xuống dưới đó đó, chỗ mọi người đang ra ngoài đó. Mình sẽ được đi ra ngoài đó nữa. Giờ người ta đang tưới cỏ nè các bạn. Ở phía dưới cái mặt đất đó, ở phía dưới cái nền cỏ đó là có nguyên một cái hệ thống sưởi ấm luôn các bạn. Vào mùa đông á thì cái hệ thống sưởi ấm nó sẽ hoạt động để cho giúp cỏ luôn xanh tốt các bạn. Và những cái đèn ở ngoài sân đó mọi người thấy không? Cái đèn nó cũng để cho cỏ ấm, sưởi ấm cho cỏ đó các bạn. Đây là không gian. Khi mà mọi người khi mà có trận đấu thì mọi người đi vào trong đây xem đó, anh cũng đi cái đường của mình luôn. Đi theo giống như cái hướng của mình đi vậy. Ai mà ở cái tầng thấp thì coi đi cái đường ở dưới. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nha các bạn. Mình sẽ đi dưới xuống đi ra ngoài sân. Tại vì mình ở đây là ở trên cái tầng cao nhất rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới. Bây giờ mình xuống tầng 2 nha các bạn. Đây là tầng 2. Sẽ đi vào đây tham quan. Đây có quán bar nè. Cái đường cái cửa này là mỗi lần đội bóng đến sẽ đậu cái xe buýt đậu ngoài kia và cái đội bóng sẽ đi vào bên trong trận đấu là đi bằng cái đường này nè các bạn. Gà chỉ cười kìa. Okay, do you want to give a little, do you want a video? Smile. Yeah, go ahead. 50 quid. Thumbs up, come on. That's very nice. There you go. Hello, my Hi, friends. Thank there you. You go. Changing rooms next. Here's a misery before you go. Bây giờ mình sẽ đi vô phòng thay đồ của cầu thủ nha các bạn. You know, if the players are injured, they bring them here. Yeah, that's probably where they stand when you watch a match of the day and they interview the people. They stand in that corner there. So that like an accident. If there's an injury, yeah. I thought it was all right. See, interview. Cái ghế này để đẩy cầu thủ khi mà bị thương nè, bị tai nạn nè các bạn. Đây chỗ này để phỏng vấn cầu thủ nè mọi người. Sau khi mà trận đấu kết thúc á, có đèn, có gì trên đây nữa nè. Đi con. Đây là cái chỗ máng đồ nè mọi người.
Đi ở đây con. Đây ở đây cũng có nhiều phòng nữa nè, nhiều phòng để phỏng vấn đó. Ở đây thêm một phòng nữa. John Terry was captain of Chelsea. Đây có cái chậu rửa tay, và giống như là chứa nước. So they were making the noise. Barcelona well, no, manager in 2019. Oh, there's that. I thought, you know, we're going to get back into this. You know, we're going to be able to talk. Cameron, Ronaldo, look up. Đây là phòng thay đồ của đội bóng khách nha các bạn, chứ không phải là của đội nhà Liverpool. Đội khách mà đến đây thi đấu thì sẽ thay đồ ở phòng này. Một chút xíu nữa mình sẽ qua cái phòng thay đồ của đội nhà Liverpool sau nha mọi người. Đây có cái phòng tắm. Tắm ở trong đây các bạn. Đây cái tủ lạnh mini chỗ này nè, các bạn có thấy nó bị mớp méo chưa không? Đây là lúc mà cầu thủ Messi á thua trận đấu, đi vô đây giận, tức giận cho nên là đá vô cái tủ lạnh này nè, cho nên cái tủ lạnh nó bị mớp méo mọi người. Thế thì ở đây là cái nhà bếp này cho cầu thủ nha các bạn. Honey, this is for the football player. We are family. Đây là nhà bếp cho cầu thủ nè mọi người. Đây. Có mấy cái tủ lạnh ở dưới đây nữa nè. Để nước, sữa, bia, đồ, cái gì cũng có hết. Trong kia là có máy pha cà phê. Thùng rác á con chi. Đây là chỗ thay đồ cho cầu thủ đá banh nha các bạn. Cầu thủ đá banh của đội Liverpool. Còn lúc nãy là thay đồ cho cầu thủ đội bạn. Ở bên này có chỗ rửa mặt. Nhà phòng tắm ở đây, toilet phòng tắm gì đó. Ở trong đây sẽ là nơi thay đồ. Hey,
Okay. Do you want to stand on your own or do you want to stand with Lauren? Pardon? No, come on, it's supposed to be a safe place because you can't come back in. Giờ đi ra ngoài sân bóng nha các bạn. Wow, cầm đá hết. Lúc nãy mình đứng ở trên cao đó đó mọi người, bây giờ mình đi xuống dưới đây nè. Chi chi. Ơi đừng có đụng vô đó con. No. No. Đi ra đây con, đi ra đây. Chi ok. Hello. On the last day, before on the last game when we played Norwich City, I was stood just where that little green, just where that second grey barrier is. Yeah. Just on that exit there. That's where I always used to stand with my mate every. Lolly, that's about a fortnight. Honey. You want to keep the headphones? Bây giờ thì mình kết thúc cái chuyến tham quan sân vận động ở đây nha các bạn. Nhưng mà cái phần mong đợi cũng không kém, đó là đi vào shop bán đồ của Liverpool. Mình đi vào đây xem có cái gì mua được không nha mọi người. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic.